Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thư lượng dành cho chuyên mục Thuế và đời sống số tháng 11 năm 2021, chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La và Cục Thuế tỉnh phối hợp thực hiện. Trong chuyên mục tuần này, mở đầu sẽ là phần tin tức cập nhật về những chính sách mới do Chính phủ, Bộ Tài chính mới ban hành. Tiếp đó sẽ có phóng sự thực hiện các nhóm giải pháp miễn giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Phần cuối chuyên mục sẽ là phần hỏi đáp về thuế điện tử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2021 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, việc hiện đại hóa hệ thống thuế và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính nói chung, ngành thuế nói riêng. Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 78-2021 để làm căn cứ triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc theo đó, việc triển khai hóa đơn điện tử được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 sẽ triển khai tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 7 năm 2022 triển khai tiếp tại 57 tỉnh thành phố còn lại. Tổng cục thuế đã chỉ đạo cục thuế các tỉnh thành phố gấp rút khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị triển khai như ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử ban hành quy định thành phần dữ liệu nghiệp vụ và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế, thông báo tiếp nhận đề nghị đăng tải, công khai thông tin hoặc ký hợp đồng truyền nhận với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Cùng với đó, tiến hành tập huấn, phổ biến chính sách và tuyên truyền về hóa đơn điện tử đến cán bộ thuế và người nộp thuế. Tổng cục thuế vừa chính thức giới thiệu ứng dụng iTech e phiên bản 1.0 trên nền tảng thiết bị di động. Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành thuế trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa chuyển đổi số. Đến thời điểm này, Cục Thuế tỉnh Sơ La đang tích cực triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người nộp thuế về việc ngành thuế sử dụng ứng dụng e Mobile trên thiết bị di động nền tảng iOS, Android. Tính đến nay đã có 99% các doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ thuế điện tử, áp dụng chữ ký số trên hồ sơ điện tử gửi cơ quan thuế. Việc thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp được tiếp tục triển khai tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, đa số cá nhân hiện nay chưa tiếp cận nhiều với chính sách và các dịch vụ thuế. Việc thực thi nghĩa vụ thuế còn nhiều lúng túng. Cá nhân ít sử dụng dịch vụ thuế điện tử là do phần mềm hỗ trợ chưa thuận tiện. Với hơn 60 triệu cá nhân đã được cấp mã số thuế, ứng dụng eTech Mobile sẽ hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tương tác với cơ quan thuế, thuận tiện tiếp cận với các thông tin chính sách mới, tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của ngành thuế tỉnh Sơn La, tính đến thời điểm này, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt khá cả về tiến độ và tốc độ tăng thu so với nhiều năm gần đây. Theo số liệu tổng hợp đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 3.405,5 tỷ đồng bằng 96,3% dự toán trung ương giao và bằng 83,6% dự toán hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, tổng thu thuế phí và thu ngân sách khác trên 2.686,8 tỷ đồng. Tiền thu sử dụng đất đạt gần 718,7 tỷ đồng. Đây là con số khả quan và cũng là tín hiệu đáng mừng trong việc thi đua nước rút hoàn thành thu ngân sách nhà nước ở mức cao của ngành thuế Sơn La những tháng cuối năm. Nhiều chi cục thuế khu vực đã hoàn thành chỉ tiêu sớm so với kế hoạch đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021, ngành thuế tỉnh đang tiếp tục dồn mọi nguồn lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong các tháng cuối năm phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92 ngày 27 tháng 10 năm 2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Đây là một bước quan trọng để đưa nghị quyết số 406 Ủy ban Thực vụ Quốc hội khóa 15 sớm đi vào cuộc sống, góp phần khuyến khích sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh của thế giới, đồng thời đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính. Bước sang năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao và giải trí, báo chí, truyền hình. Để kịp thời có giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã xây dựng trình chính, chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết 406 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Để nghị quyết 406 sớm đi vào cuộc sống, chính phủ đã khẩn trương ban hành nghị định 92 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn giảm thuế, gồm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019, miễn thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác. Trong quý 3 và quý 4 năm 2021, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021, giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ trong các ngành nghề miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Huyện Mai Sơn là địa phương có nhiều doanh nghiệp, nhà máy có quy mô lớn đóng chân trên địa bàn. Để chính sách hỗ trợ về thuế của chính phủ đến đúng đối tượng cần hỗ trợ, cơ quan thuế đã triển khai hướng dẫn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn hoặc miễn giảm bằng phương thức điện tử qua email, gửi qua đường bưu chính hoặc tiếp nhận nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế. Chỉ đạo là các cái đội thuế, rồi các cái bộ phận liên quan là trên cơ sở là nghị định 92 của thủ tướng chính phủ giả soát các cái doanh nghiệp thuộc cái đối tượng là được hưởng về cái chính sách là miễn thuế, giảm thuế và xóa nợ tiền là chậm nộp để trên cơ sở đó là hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để là có những cái việc là thực hiện theo cái chính sách được miễn giảm của mình. Nhà máy tinh bột sắn Sơn La là một trong những đơn vị được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ do chính phủ ban hành, gồm được giãn nộp các khoản thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tiền thuê đất với tổng số tiền lên đến 7,65 tỷ đồng. Theo lãnh đạo nhà máy cho biết, nghị quyết ra đời rất kịp thời và ý nghĩa, giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền để phục hồi sản xuất. Trong lúc khó khăn này thì một miếng khi đói bằng một gói khi no. Đây là động lực để doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ và mở rộng thêm thị trường. Trong cái giai đoạn dịch bệnh, chúng tôi có giai đoạn là bị gián đoạn nguồn cung đất đứt gãy nguồn cung và cái sản phẩm sản xuất ra thì chúng tôi lại phải lưu kho chứa lại vì uh, đi chủ yếu là chúng tôi xuất khẩu trên 90% đi lên biên giới thì cái thủ tục nó cũng rất là khó khăn để mà thông quan. Cái nghị định 92 và 406 thì cũng giúp doanh nghiệp chúng tôi có cái sự tích lũy thêm nguồn vốn trang trải tái đầu sức tư và trong sản xuất, tăng thêm cái nguồn vốn lưu động để mua nguyên vật liệu, uh, tái đầu tư và hỗ trợ bà con nông dân. Già soát số liệu thống kê cho thấy hầu hết các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ nên khi dịch bùng phát gặp rất nhiều khó khăn. Phần lớn phải tạm dừng sản xuất do dịch nên rất cần các nguồn hỗ trợ khác nhau để từng bước duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong đó, việc giảm miễn thuế là một biện pháp rất quan trọng. Trong năm nay chúng tôi thấy nhận thấy là cái chính sách miễn giảm thuế của chúng ta nó có có nhiều cái thuận lợi đối với doanh nghiệp và để cho các doanh nghiệp cũng có được hưởng ngay cái chế độ miễn giảm thuế này đó là về thủ tục để xin, hối, xin chứng minh hỗ trợ miễn giảm thuế nó đơn giản hơn và hai là hồ sơ là cũng rất là đơn giản còn nhẹ và nộp trực tiếp qua mạng nữa nên là đơn vị cũng là rất là thấy thuận lợi và chính vì vậy mà à, trong năm nay là đơn vị được à, hỗ trợ trực tiếp luôn và trong à, nộp thuế hàng năm. Ngay sau khi nghị định số 92 của chính phủ được ban hành, Cục Thuế tỉnh cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn ban hành các văn bản có liên quan gửi đến các đơn vị do Cục Thuế quản lý, tiến hành ra soát các trường hợp được hưởng chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19. Hiện Cục Thuế đang tiếp tục chỉ đạo đến các phòng chuyên môn tăng cường tuyên truyền, bố trí bộ phận hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đi làm ngày thứ Bảy, Chủ nhật để kịp thời hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong thời gian làm hồ sơ, thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo nghị quyết của chính phủ, nhằm giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận thông tin, hướng dẫn chi tiết hơn quy định về chính sách thuế, cũng như dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ kịp thời, giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, chịu tác động của dịch COVID-19. Qua giả soát ban đầu đối với nhóm 1 là nhóm có doanh thu dưới 200 tỷ đồng và có giảm so với năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh là khoảng 1.800 doanh nghiệp, dự kiến giảm khoảng 10 tỷ đồng. Nhóm thứ hai là nhóm các hộ và cá nhân kinh doanh khoảng 7.526 hộ được miễn giảm với số tiền 15 tỷ đồng. Và nhóm thứ ba là các nhóm có hoạt động kinh doanh đặc thù như nhà hàng, khách sạn sẽ được miễn giảm trên 3 tỷ đồng đối với lại cục thuế cơ quan thuế chúng tôi thì chúng tôi nhận thấy là đây một cái chính sách hết sức là là, là cần thiết và kịp thời từ Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến chính phủ và đây cũng là chúng tôi có thể nói là, là một liều thuốc rất đáng quý đối với các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, đặc biệt là đối với lại các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La trong cái điều kiện mà hầu hết các doanh nghiệp đều là những doanh nghiệp nhỏ lẻ và tình hình tài chính không được tốt. Thế và đây cũng là một cái điều mà sẽ thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp rất tốt mà để có thể phục hồi được sản xuất kinh doanh vượt qua được khó khăn do đại dịch Covid gây nên. Có thể nói, việc chính phủ ban hành nghị định số 92/2021 đã kịp thời đưa ra các giải pháp được quy định tại nghị quyết số 406 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và thực hiện an sinh xã hội. Bây giờ là thời lượng dành cho một hỏi đáp chính sách thuế với những câu hỏi liên quan tới các chính sách pháp luật về thuế đã được ban hành và người trả lời sẽ là ông Đào Tiến Đạt, trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cục thuế tỉnh Sơn La. À, vâng, thưa ông, có một thắc mắc của một doanh nghiệp hỏi công ty tôi thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy muốn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tôi phải đăng ký theo mẫu nào và lấy ở đâu? Vâng, xin được trả lời ý kiến của bạn. Theo khoản 2 điều 14 nghị định số 119 năm 2018 của Chính phủ quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế truy cập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, thực hiện đăng ký theo mẫu số 01 ban hành kèm theo nghị định số 119 năm 2018 của Chính phủ. Vâng thưa ông, người nộp thuế hỏi khi công ty tôi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế thì trong vòng bao nhiêu ngày sẽ nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế? Khi công ty bạn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế thì trong vòng một ngày làm việc, một ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác hộ cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế phải có thông báo tới các tổ chức cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc đăng ký hóa đơn điện tử. Và bây giờ là một câu hỏi của đơn vị doanh nghiệp gửi cho chương trình, khi sử dụng hóa đơn điện tử thì công ty của tôi có phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng hay không? Theo khoản 3, điều 14 của nghị định số 119 năm 2018 của chính phủ quy định kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng theo quy định. Người nộp thuế hỏi, công ty tôi đã đăng ký sử dụng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế, nhưng muốn thay đổi thông tin thì có được hay không? Căn cứ theo khoản 4, điều 14 của nghị định số 119 quy định trường hợp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 1 điều 14 nghị định số 119 2018 của chính phủ doanh nghiệp tổ chức kinh tế tổ chức khác hộ cá nhân kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo mẫu số 01 kèm theo nghị định số 119 năm 2018 của chính phủ. À, vâng thưa ông, câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đó là công ty tôi đã tạm ngừng kinh doanh nhưng vẫn còn hợp đồng ký với người mua trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh. Vậy công ty tôi có được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Căn cứ theo khoản 3, điều 15 của Nghị định số 119 năm 2018 của Chính phủ quy định trường hợp đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, cần có hóa đơn điện tử, giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký kết trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh. Nếu có văn bản thông báo với cơ quan thuế thì vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử. À, vâng, xin được cảm ơn ông đã dành những câu trả lời giải đáp những thắc mắc của người độc thuế. Chuyên mục thuế và đời sống xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.